Xin chào tất cả các bạn, mình là Đỗ Văn Minh. Sau đây mình xin trình bày bài tập lớn của mình, đề bài xây dựng trợ lý ảo Python cơ bản, nói bằng tiếng Việt và thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản. Đây là phần demo code của mình. Để xây dựng trợ lý ảo trong Python, chúng ta mở Visual Studio Code. Sau đó chúng ta tạo một file có tên là trợ lý ảo.py. Sau khi tạo xong file trợ lý ảo.py, chúng ta sẽ cài đặt một số thư viện vào trong file trợ lý ảo.py. Đây là một số thư viện mình đã để sẵn ở đây cần dùng cho file trợ lý ảo.py. Sau khi cài đặt một số thư viện xong, chúng ta sẽ import nó ra file trợ lý ảo.py. Sau khi import xong, chúng ta bắt đầu code. Trợ lý ảo trong Python sẽ chia làm 3 phần. Phần chuyển từ văn bản sang giọng nói, chuyển từ giọng nói thành văn bản và phần hiểu. Phần chuyển từ văn bản sang giọng nói tạo một hàm có tên là speak, truyền tham số ra text. TTS là chuyển văn bản thành âm thanh của Google. Text bằng text là nội dung. Lang bằng vi. Vi ở đây là ngôn ngữ Việt Nam. Sau đó lưu giọng nói vào file mp3. File name bằng voice.mp3. Sau đó phát tệp âm thanh là play shoot. os.remote file name là xóa file name. Đến vòng lặp while, true là vòng lặp luôn đúng. Thì cái phần chuyển giọng nói thành văn bản là error là khởi tạo trình nhận dạng. Now là đối tượng chứa ngay và giờ hiện tại. With error microphone as sụp là nói vào từ micro. Print ở đây. Listen là lúc mà mình chạy cái chương trình này lên. Listen nó sẽ hiện lên và lúc đó là mình sẽ nói với lại trợ lý ảo. Audio.data là đọc dữ liệu âm thanh từ micro. Text là chuyển lời nói thành văn bản. Text nằm ở chai và except bởi vì khi mà text không nằm trong chai và except thì những âm thanh ồn hoặc những cái mà mình nói mà nó không hiểu thì nó sẽ bị lỗi. Khi đó chương trình sẽ bị lỗi và không chạy được. Print text để hiển thị. Về trợ lý ảo trong Python thì chủ yếu tập trung là vào phần hiểu. Sau khi nói vào từ microphone thì chuyển sang dạng text. Chuyển sang dạng text, ta xử lý cái text này huấn luyện để cho trợ lý ảo có thể hiểu được và trả lời mình. Nếu text mà bằng rỗng thì robot brain sẽ hỏi lại chúng ta là tôi đang lắng nghe bạn đây. Trả lời lại chúng ta là tôi đang lắng nghe bạn đây. Và nếu trong text mà có từ xin chào thì robot brain sẽ trả lời lại là xin chào bạn, bạn khỏe không? Và nếu mà chúng ta hỏi là hôm nay là ngày bao nhiêu thì robot brain sẽ trả về một chuỗi biểu định giá trị ngày, thời gian. Đến Google. Nếu mà có Google ở trong text, Speak sẽ đọc lên là bạn muốn tìm gì. Thì lúc đó chúng ta sẽ gọi là search. Search là chuyển lời nói thành văn bản. URL này là dẫn tới đường link của Google. Đó là search, cái từ mà chúng ta vừa nói đấy ở trên Google. WP.open. WP là web browser. .open là mở cái gọi là cái mà mình vừa search hiển thị trên web browser lên cho mình xem.
Đến YouTube, nếu mà có YouTube ở trong tech thì cũng giống như Google, nhưng mà YouTube thì nó sẽ mở trực tiếp lên luôn một cái video được xem gần nhất, nhiều, gọi là liên quan đến cụm từ mình xem nhiều nhất. Mở Excel ở đây, cái Excel bằng R là R trước một chuỗi yêu cầu thông dịch Python, coi các dấu gạch chéo ngược là một ký tự chữ thô. Cái Excel này là mình đang viết cứng, vì thế mình phải vào ổ C Profile, xong vào Microsoft Office, vào Office 16, lấy cái đuôi file là excel.exe, sau đó os.start-file-excel là sẽ mở Excel. Và sau khi chúng ta chạy các chức năng trên, nếu mà chúng ta nói tạm biệt thì Robot Brain sẽ chào tạm biệt lại và nó sẽ kết thúc chương trình, và sẽ dừng chương trình, không hoạt động nữa vì nó có breathe ở đây. Nó sẽ dừng vì nó ở trong vòng lặp while true. Sau đây mình xin chạy thử code để demo. Xin chào. Xin chào bạn, bạn khỏe không? Bây giờ là mấy giờ? Hai mươi hai giờ 28 phút 37 giây. Mở Excel. Mở file Excel. YouTube. Bạn muốn tìm gì? Nghe bài hát Em Ngủ Ngay Hôm Qua. Mở ngay bài hát Em của ngày hôm qua. Tôi đang lắng nghe bạn đây. Tạm biệt. Chào tạm biệt bạn. Thế là kết xong một trợ lý ảo nói bằng tiếng Việt cơ bản. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.